Từ trường là gì? Câu hỏi của Liễu Huệ. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Hỏi thử gì đây? Có hỏi gì không? Con nghe thầy nói về từ trường, con tưởng tượng những từ trường đó là cái nguồn khí hay là khí tiên trong tâm khí không? Nó không phải cái từ trường, tại là cái danh từ thầy đặt nó vô hình. Bởi vì con thấy nè, thầy chữ người ta, con có thấy cái âm thanh thầy chữ, cái lòng tức của thầy, nhưng mà cái lực của nó cái lực của nó không phải là không khí, nó không phải là cái luồng gì hết, nó vô hình vô cùng, nhưng mà nó có ở trong không gian chúng ta. Bởi vì tại sao nó không có sao được, là con cứ thấy những cái hình ảnh nó cũng còn lưu lại, cũng như bây giờ cái lớp học chúng ta vậy, nhưng một ngàn năm sau nó cũng còn mấy con hồ hài đó, nó đâu có mất. Cho nên vì vậy mà cái người mà người ta vào tâm minh đó, người ta thấy lại cái hình ảnh nó cụ thể rõ ràng. Bây giờ cả ngàn năm rồi, hai ngàn mấy trăm năm mà Đức Phật hồi lúc bây giờ giảng đạo thì Đức Phật còn trẻ chứ, cái già mà mới đi ra thuyết giảng mà, như cái hình trạng ảnh trẻ nó cũng vẫn còn như thường. Rồi cái hình ảnh mà sắp sửa niết bàn 80 tuổi rồi, nó cũng còn, cái hình ảnh ông già nó cũng còn vậy, nó đâu có mất, nó đâu có xóa đâu. Thì cái đó mình không biết, thầy không biết nói sao, nó không biết là như thế nào, thầy cũng đâu có hiểu, thầy cũng không hiểu mà nói cho mấy con được. Thầy thấy biết mà thầy nói sao được, nhưng mà nó không có cái luồng không khí. nó như cái dòng điện nó như thế nào thầy, bởi vì nó nhiều khi cái dòng điện mà nó đi ở trong cái dây đồng vậy, nó mình cũng đâu có biết sao mà nó cháy đèn. Không, mà nói đâu có được cái này, thầy đâu có nói được, nhưng mà nó có chứ nó không có sao được. Nó, mình ví dụ những cái đó nó cụ thể như vậy, cũng như bây giờ cái không khí của chúng ta nó có nhiều cái vô hình của nó pha lộn trong này nhiều lắm. Khi nó những cái chất bẩn nó cũng có được, những cái chất thanh tịnh nó cũng có trong này, nó đủ thứ lộn xộn. Mặc dù là mình thấy thở, mình thấy sống như vậy, chứ thật trong đó nó nhiều lắm. Cho nên cái từ trường chỉ là một danh từ ngựa, theo khoa học nói cho nó có vẻ chứ thầy chưa có biết danh từ để gọi nó. Chưa có biết cái danh từ mà gọi nó, nhưng mà mường trường cũng như các con thấy cái nam châm cái gì, để cái miếng sắt này nó có cái sức hút nó, mình đâu có thấy được mà sao nó hút cái mảnh sắt được, con hiểu chưa? Đó thì mình được gọi là từ trường của nam châm. Thì mình nói một lời nói ác thì từ trường nó cũng ra, mình nói một lời nói thiện từ trường đó. Cái ý của thầy thôi mà giữ thanh thản an lạc của sự nó phóng ra cái từ trường đó, con hiểu không? Thì nói cái từ trường để cho mình mường tượng nó giống như cái từ trường của nam châm, từ trường của điện, cái từ trường của năng lực của mặt, cái năng lượng của mặt trời. À, tất cả những đó đều là có cái từ trường, cũng như cái lá cây nó phóng xuất là cái dưỡng khí hay cái thoáng khí của nó phóng xuất ra, nhưng mà cái nhìn hình ảnh đó mắt mình không thấy được, làm cho mình không có cụ thể, nhưng mà nó vẫn có. Cho nên vì vậy mà các nhà khoa học người ta có máy móc người ta đo được, mình thì không được ha. Rồi con hỏi thì cái đó là cái qua cái sự giao cảm của con trong cái khoảng không gian đó, nó có cái ảnh hưởng rất lớn. Là tại vì mặc dù là con không tiếp nhận, nhưng mà vì ở đó nó còn cái sát khí của chỗ mà người ta chết nó rừng rợn. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ con đi qua cái đầm mã đi, con người ta đem người ta chôn nhiều người chết ở đó, mình đi ngang mình cũng nghe rừng rợn. Tại vì cái cảm nhận của mình qua cái tưởng của mình nó cảm nhận, nhưng nó không rõ ra, nhưng nó cảm nhận cái sự sợ của nó. Cho nên hầu như cái bản chất của chúng ta sợ thì nó có cái đó, mà không sợ thì nó bình thường. Cái từ trường này nó không phải như vậy. Cái đó là cái sự giao cảm giữa mình với cái bầu không khí, cái địa điểm đó. Còn cái từ trường này nó là cái nghiệp rồi, thành ra nó nói nó tương tự để cho chúng ta hiểu thôi. Nó giống như cái từ trường của nam châm, nó không phải sợ ai hết, nhưng mà nó vẫn có ở trong không gian chúng ta. Bởi vì người nào cũng nói nó cũng phóng xuất ra, người nào cũng làm cái hành động thiện ác nó cũng phóng xuất ra, nhờ cái sự đó nó mà cái tiếp nhận được cái sự sống của chúng ta.
Chứ nếu mà không có cái sự đó không biết nhận sự sống của chúng ta được. Nó là cái môi trường sống mà, cái này phóng xuất ra để cho cái kia sống mà, cho nên nó luân chuyển sống. Vậy cho nên nó cái thiện ác hoài nó không bao giờ. Nhưng mà ông Phật cũng dạy chúng ta sống sống không còn thiện ác nữa. Cho nên từ đó cái từ trường đó nó lại khác lạ tất cả những cái từ trường mà trong môi trường sống chúng ta. Vì môi trường sống của chúng ta là môi trường nhân quả. Cái môi trường nhân quả đó, cho nên nó phóng xuất như vậy. Nhưng mà cái từ cái chỗ mà biết tu thì cái từ trường chúng ta phóng xuất ra là cái từ trường nó thanh thản an lạc vô sự. Nó sẽ không còn ở trên cái môi trường sống này. Nó không còn ở trong cái môi trường sống này nữa. Vì nó không có tương ưng nhau được nữa. Nó không tái sanh, cho nên nó không có sống ở trong cái môi trường này nữa. Mà nó không hoài cái không gian này. Cho nên nó ra hoài nhân quả. Con nghe một người tu là người ta làm chủ nhân quả, tức là người ta ra hoài nhân quả. Hiểu không? Ta ra hoài nhân quả tức là cái môi trường mà thiện ác nó không còn có nữa. Cho nên con thấy thanh thản rồi, con ra hoài hỏi, con giữ tâm thanh thản, con ra hoài hỏi. Con thấy ở trong không gian chúng ta nó có cái trạng thái thanh thản. Cái trạng thái mà không tham sân si đó, nó thanh thản. Đó là cái từ trường thanh thản của nó. Từ trường thanh thản nó không bị quy luật của nhân quả. Cho nên thầy nói nó ra ngoài khỏi cái môi trường sống của chúng ta. Cho nên từ khi thầy chết rồi thì nó đâu còn tái sanh được nữa. Các con hiểu thầy muốn tái sanh thầy phải tập tham sân si trở lại. Thầy nói như vậy mới con hiểu. Bởi vì mình mới lọt vô cái môi trường đó, nó mới sanh được. Còn mình ở ngoài cái môi trường đó thì nó không sanh. Mà bây giờ thầy đang tập, thầy ở ngoài cái môi trường. Và cuối cùng thầy đã sống ở ngoài môi trường rồi. Mà sống ở ngoài môi trường thì mới làm chủ được cái nhân quả của nó. Cho nên bây giờ thân thầy đau, thầy bảo hết thì nó hết. Các con hiểu không? Mà thân thầy muốn chết, thầy bảo nó chết là nó chết. Tức là thầy ra ngoài cái nhân quả rồi. Còn bị trong quy luật của nhân quả thì nó muốn chết chúng ta cãi được. Mà nó muốn sống thì giờ nó mình nằm ra liệt đó, nó để cho chúng ta cũng sống vậy. Cho nên chúng ta bị quy luật nhân quả. Còn chúng ta ra ngoài quy luật nhân quả. Vì ra ngoài quy luật nhân quả cho nên chúng ta phải có một cái từ trường khác. Nó không có cái từ trường ở trong cái từ trường này, cái từ trường của nhân quả. Cho nên học cái bài nhân quả chúng ta phải thấu rõ là chúng ta đang sống ra ngoài quy luật của nhân quả. Là chúng ta giữ tâm bất động. Động một chút là còn ở trong quy luật nhân quả. Không động là chúng ta ra khỏi quy luật nhân quả. Bởi vậy nó tuyệt vời, nó hay. Tại sao ông Phật biết được chỗ này mà dạy chúng ta tu học? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu học như vậy mới đúng. Biết được chúng ta không cần cái sự thần thông phép tắc gì cả, mà chỉ cần tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự. Đó là cái chân lý thật sự của đạo Phật, ra khỏi cái môi trường đau khổ này. Nói thì mấy con thấy ra khỏi cái môi trường này. Con hiểu chưa?